Kính chào Đức Quốc Công cùng Đệ Nhất Phu Nhân và kính chào toàn thể quý vị. Nhân dịp sinh nhật của Đức Quốc Công lần đầu tiên được tổ chức tại phòng FCC để tất cả quý thành viên đồng nhiệm đều được vinh dự tham dự. Chúng tôi, Chuẩn tướng Thêm Mì Thấm Huỳnh, kính gửi đôi lời kính cảm ơn và kính chúc đến Đức Quốc Công và Phu Nhân trong sinh nhật năm nay. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới 15 tháng 9 năm 1973 và mừng sinh nhật 16 tháng 9 năm 1952 đến Đức Quốc Công. Cho dù biết bao nhiêu lần sinh nhật cứ đến, rồi lặng lẽ trôi đi, nhưng con tim yêu thương đất nước và đồng bào Việt Nam vô bờ bến của Đức Quốc Công thì không có một phút giây nào ngưng nghỉ. Với bằng sự hy sinh, dâng hiến trọn vẹn cả cuộc đời của Ngài, tình yêu đồng bào của Ngài cao cả, thiêng liêng đến mức vô tận, vì không có thứ tình yêu nào mà Ngài đặt trên nó. Vì Ngài đã dám hy sinh cả một tình yêu trai gái ở tuổi vừa chớm lớn, một tình yêu mà không ai vượt qua khỏi trong cuộc đời của mỗi con người, mà chẳng có một ai chịu cho, chịu nhường và sẵn sàng chết vì nó. Với sự hy sinh cao cả đó, thì hình ảnh của Phu Nhân đã làm cho chúng tôi vô cùng kính nể với một tình yêu sắc son trọn vẹn, luôn thủy chung, luôn âm thầm ủng hộ cùng đồng hành với Đức Quốc Công trong mọi quyết định của Ngài trên con đường giúp dân cứu nước mà không biết sẽ kéo dài đến tận bao lâu. Phu Nhân thật xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Hình ảnh và công đức của Đức Quốc Công cùng Đệ Nhất Phu Nhân là tấm gương bất diệt và trường tồn, sẽ truyền mãi cho ngàn đời và là ánh đuốc soi sáng cho hậu thế mai sau. Sự nhắn nhủ sâu sắc của Ngài là chúng ta phải bảo vệ căn nhà lớn thì chúng ta mới có được căn nhà nhỏ. Có tìm hiểu về tiểu sử của Đức Quốc Công thì chúng tôi mới thấy được trăng giá trị của đời mình và luôn mạnh mẽ tiến bước. Kính chúc cho Đức Quốc Công cùng Đệ Nhất Phu Nhân luôn luôn mạnh khỏe và luôn trẻ mãi mãi. Kính chúc sinh nhật của Đức Quốc Công năm nay thật vô cùng vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên cạnh những người thân yêu, những đồng nhiệm và biết bao đồng bào đang cùng hướng về ngày sinh nhật của Ngài. Trân trọng kính chúc, Chuẩn tướng Thêm Mì Thấm Huỳnh. Việt Nam đau lòng.
trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý vị. Kính thưa đồng bào, tôi là con dân Việt Nam đang sinh sống trên quê hương Việt Nam. Vì không thể chấp nhận chế độ độc tài khát máu Cộng sản Việt Nam buôn dân bán nước, vì không thể chấp nhận tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh và băng đảng Cộng sản của hắn mãi lừa gạt, đàn áp, giết hại đồng bào Việt Nam chúng ta mãi được. Tên Hồ Chí Minh vốn là một gián điệp được Tàu Cộng cài cắm vào Việt Nam, lập ra đảng Cộng sản Việt Nam để cướp nước Việt Nam cho Tàu mà thôi. Vâng, tôi đã hiểu và biết được như thế, và tôi đã tình nguyện tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, để đóng góp sức lực cùng chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa giúp dân cứu nước, đuổi Tàu Cộng cút khỏi lãnh thổ Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm thổ dân. Cộng sản đã cho tôi là phản động, nhưng nếu phản động mà đem lại quyền tự do, đem lại ấm no hạnh phúc cho đồng bào Việt Nam, phản động để được bảo vệ quê hương tổ quốc Việt Nam, thì tôi tình nguyện làm phản động. Tôi tự hào là người lính Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tự hào khi tôi và đồng bào tổ quốc Việt Nam có được một vị tổng thống luôn thương dân như con, luôn sống vì mọi người, luôn nghĩ về tổ quốc, danh dự và trách nhiệm lên trên hết. Và tôi tự hào khi có những cấp chỉ huy, những đồng nhiệm luôn cùng chung chí hướng, chung một cái tâm, luôn sống vì dân, vì nước. Và hôm nay chúng tôi kính gửi lời mời đến tất cả đồng bào Việt Nam và cả thế giới đến tham dự ngày đại lễ Đệ Tam Chu Niên ngày 11 tháng 11 năm 2021 được tổ chức tại sa mạc Adelanto, California, Hoa Kỳ, và cũng là ngày kỷ niệm tròn 3 năm ngày Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là ngày vui mừng ghi dấu ấn lịch sử cho toàn đồng bào Việt Nam và cả thế giới. Kính mong tất cả quý vị có thể sắp xếp để tham dự có mặt trong ngày đại lễ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Trung tá Quốc Thái An kính cảm ơn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý vị. Xin trân trọng. Quê dòng sông mà kẻ thù làm dân đục nước trong, làm bơ vơ sông bạc giữa dòng, bao đau thương nỗi trôi đắm chìm. Quê tôi những mấy nhà yên ấm, dương khói lam và ươm nắng chiều buông. Quê tôi những dòng thơ yêu dấu, mà kẻ thù trộn tu khúc tương tranh. Quê tôi nơi có những người dân lận đận, tất bật sớm hôm không đủ no lòng. Làm xôi gan những kẻ dạy hiền lành, mà kẻ thù làm lạnh đất trời, trong xô bếp vẫn còn đầy xương sầu. Làm lỗ sớm chiều không đủ bụng răng, không đủ ăn dư thừa thù hận, chỉ còn tình thương chia sẻ cho nhau. Thật đau lòng khi cùng manh áo rách. Thank you.
bông tuyết tà dương sâu thăm thăm. Mẹ chờ mưa tạnh để gói ưu sầu. Lòng già mòn mỏi lối ngăn sầu. Âu ơ ngọn tay tê khô nứt róc rạch tim buồn già vá khâu. Từ ngày giặt cổng vào thôn xóm, chẳng nhớ ngày đêm chỉ nguyện cầu. Con trẻ xa xôi đường cách trở, nhớ con mẹ càng thêm chua xót. Trời mau tôi thắp đèn hương đông, nhớ con thắt ruột trong lòng. Những cộng sản biết đừng hòng yên thân. Đêm từng giây phút âm thầm trôi lặng lẽ, mòn mỏi đời trong mắt lệ chan hòa. Nhớ con cay đắng ruột bầu, dù cho mẹ chết mù loà đấu tranh, con nhớ đừng hòa giặc kia. Tri âm cổ ước lòng chung sức, minh đạo tân dân tụ đỉnh cao. Hữu chí cảnh thành cơ nghiệp tạo, toàn dân hiệp lực hát câu khải hoàng. Tổ quốc hai vai lòng trúc bạch, giang sơn một gánh giả hồng đào. Quê hương tôi chưa bao giờ ngăn cách, trong lòng người bương ba bốn phương. Hẹn ngày về cùng thắp nén nhang thiên, đâu mặt lại nhìn nhau là dân Việt. Cả những khi quân thù chia cắt, hãy nhìn xem ai mất ai còn. Tìm đến nhau triệu triệu muôn muôn, con tim đỏ Việt Nam yêu dấu. Nói to lên cho thế giới biết, thiên ân tụ phước sẽ liền thâu. Đoàn Việt ngàn năm xa xôi, luôn chi tiền bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường. Tay trong tay ta nào ngày chỉ muốn vạn gian khó, thắp sáng anh đua dân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh.
đứng dậy này truyền cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liêm, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại quân yeah! Giơ tay. Giơ. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các hùng dựng nước và dựng nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh, xin phù trì con cháu Việt Nam đàn hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa điên yêu hồn, đập tan sông lực mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín tuổi, hồn hăng say tiếp nơi hy sinh. Liền chết oai linh, lưu hương bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc bao thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cầm hồn thiên xa bay nhưng ra tôi, nữ sĩ Lê Phan, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Nguyện xin đấng tối cao, thượng đế, trời, Phật và hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ, độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân
và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhận nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình của Thập Bát Tú. Tiếng nói Ban Thông tin Nội địa. Ban Thông tin Nội địa được vinh dự do Đức Thân Đức Quốc Công thành lập vì Ngài ưu ái muốn lắng nghe tiếng nói của đồng bào ruột thịt Việt Nam trong nước. Chương trình này sẽ được phổ biến hàng ngày trên trang YouTube do 18 vị anh thư hào kiệt tại nội địa, đại diện cho nhiều tầng lớp trong xã hội đủ mọi miền của đất nước với danh xưng là Thập Bát Tú. Chúng tôi cùng Thập Bát Tú trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ tam. Kính chào quý giới chức, quý đại biểu cùng quý thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Cùng kính chào quý thính khán giả đang theo dõi chương trình của Ban Thông tin Nội địa. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dân cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. La 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 la.
năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ ngày sông núi đợi chờ. Tôi, Thiếu tướng Trần Lê Thương, trân trọng kính chào Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân cùng quý khán thính giả của chương trình Thập Bát Tú. Kính mời quý vị lắng nghe thông tư từ Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, CA 92814, thông tư ngày 18 tháng 10, 2021. Coi chừng tu sĩ, nghệ sĩ, báo chí, truyền thông bất lương. Thưa quý tướng lãnh, quý vị đại biểu, các cấp chỉ huy, quý giới chức, thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Kính thưa quý vị và đồng bào, trong văn thư cảnh giác ngày 8 tháng 10, 2021, Văn phòng Thường trực chúng tôi đã trình bày một phần sự thật về Cộng sản Việt Nam. Chúng chỉ là một băng đảng tay sai tàu cộng. Những tên cầm đầu như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng của cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều là tự phong, không phải do dân bầu, đã cam tâm làm tay sai cho giặc tàu cộng, phản dân hại nước. Trong khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, tuy đang lưu vong tại Hoa Kỳ, nhưng đã có được 91.452 nhân sĩ và đồng bào ghi tên tham gia, đồng thời với trên 9 triệu phiếu của người Việt trưng cầu dân ý, mới là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất, xứng đáng đại diện của nước Việt Nam chúng ta. Chính phủ này hiện có vị lãnh đạo do ba thế hệ bầu lên là Đức Quốc công Đào Minh Quân. Ngài đã tuyên thệ nhận trọng nhiệm Tổng thống ngày 11 tháng 11, năm 2018. Hiện nay, người Việt trên toàn thế giới và trong nội địa
đang tiếp tục tham gia và trưng cầu dân ý ủng hộ để đại diện cho toàn dân Việt Nam đứng ra giải thể cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng đã và đang lường gạt đồng bào, lừa bịp quốc tế với sự tiếp tay của bọn nghệ sĩ giá áo túi cơm và lũ báo chí truyền thông bất lương. Đừng quên bài học năm xưa, ẩn sau những gương mặt quen thuộc, có tiếng tăm, bài viết xúc tích, lời nói êm dịu, giọng hò, tiếng hát ngọt ngào, màn kịch hài hước mà chúng ta ái mộ là cả một bầy đàn từng làm tay sai cho giặc. Chúng như rừng tên mũi đạn, âm thầm tiếp tay cho Tàu Cộng và Việt Cộng bắn vào thân thể mẹ Việt Nam, cướp chính quyền, diệt chủng dân tộc với sự vỗ tay tán thưởng của chính chúng ta. Những nghệ sĩ hàng đầu như Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Hữu Phước, những luật sư Nguyễn Hữu Thọ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm, nhà báo Trần Bạch Đằng, Phạm Trung Ẩn, Đức Ông Cao Minh Dung, Thượng Tọa Thích Trí Quang, vân vân, không phải là những người chúng ta từng ái mộ, sùng bái hay sao? Bài học hôm nay, những kẻ nào gọi Cộng sản Việt Nam là nhà cầm quyền, là chính quyền Việt Nam, là đồng bọn. Vì tại Việt Nam hiện nay, làm gì có chính quyền, làm gì có bầu cử và làm gì có dân cử? Tất cả chỉ là một bọn cướp nước gian đảng Cộng sản, tự đưa nhau ra, núp bóng là nhà cầm quyền để lường gạt quốc tế và dối gạt nhân gian. Vì công an là Cộng sản, bắt người là Cộng sản, các ủy viên, ngân hàng, hành chánh, các hợp tác xã, các cửa tiệm buôn lớn, các thủ trưởng, quốc hội hoặc quan tòa đều là Cộng sản, kể cả tối cao pháp viện, thủ tướng, bộ trưởng, chủ tịch nước cũng là Cộng sản. Tất cả đều nằm trong tay Cộng sản, là lũ tay sai Tàu Cộng tự phong tước hiệu cho nhau. Chúng là một đám ba que xỏ lá, không có tên nào do dân bầu ra, không có tên nào là đại diện cho dân. Tất cả đều là băng đảng Cộng sản do Tàu Cộng cài cắm, đưa vào cướp nước ta, chứ làm gì có nhân quyền, làm gì có luật lệ, làm gì có chính quyền. Chính quyền nào lại bỏ đói dân? Chính quyền nào dám cắt cổ, cầm gậy gộc đánh vào thân thể người dân giữa phố thị? Chính quyền nào lại tự do cướp bóc tài vật của dân chúng? Chính quyền nào lại ngang nhiên bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn, đánh đập, giết người ngay trong đồn công an, rồi phao là tự tử? Nên nhớ, cơ cấu Cộng sản dựa vào đảng tính là nòng cốt, với bản chất đấu tranh phải thắng lợi, bất chấp ra tay gian trá ác độc như thế nào, cũng không hề bị cắn rứt hay ân hận. Mọi đảng viên phải nằm lòng thủ đoạn, lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nên những hành vi khủng bố, tàn sát, giết người, chiếm đoạt hay hèn nhát lòn cuối mà đạt được mục đích thì chúng coi là thắng lợi vẻ vang. Do đó, những ai còn nhân đạo, có liêm sĩ và lương tâm khi đối đầu với Cộng sản mà không hiểu tường tận, sâu sắc về đảng tính của Cộng sản coi như đã thất bại. Đó là lý do chính yếu mà Việt Nam Cộng Hòa phải di tản chiến lược năm 1975. Vì chúng ta biết đạo nghĩa, có lương tâm, liêm sĩ và lòng nhân đạo của những người hữu thần, không thể đương đầu với loại bất nhân vô thần Cộng sản mà chỉ sử dụng chiến lược và chiến thuật làm nòng cốt, không lấy tâm đạo, chính nghĩa và sự thật làm căn bản sẽ bị đắng cay. Vì đảng tính là bản chất, nên trong cơ cấu, Cộng sản chỉ sử dụng hai thành phần cặn bã làm cốt lõi. Bọn điều hành hay phụ trách tư tưởng, giáo điều phải là loại có chút ăn học, nhưng hèn nhát và biết gian xảo, nịnh bợ, luồn lách như Tố Hữu,
nông đức mạnh là thí dụ. Còn lại phần đông chỉ là những kẻ khát máu, du côn, vô học, thường là thành phần bất lương, nằm bên lề xã hội, như Trường Chinh, Đặng Xuân Khu, Đỗ Mười là điển hình. Khi hai thành phần này được Tàu Cộng chống lưng, thì đương nhiên trở thành những tên đầu sỏ của đảng. Bọn này biết kiềm chế, nắm đầu những tên khoa bảng, nhà báo, nghệ sĩ, tu sĩ nhiều tham vọng, để cùng phụ họa đưa ra những thủ đoạn lường gạt, thâm độc, khiến cho quần chúng trong nước bị mê lầm, và người ngoại quốc hiểu lệch lạc về cuộc chiến đấu anh dũng, can trường của dân quân Việt Nam và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nếu chúng ta không ngộ nhận, không bị Cộng sản lường gạt, thì làm gì có bóng dáng bọn thổ phỉ Hồ Chí Minh tại Hà Nội năm 1945 và lũ Việt Cộng tại Sài Gòn ngày hôm nay? Tại sao một dân tộc kiêu hùng, anh dũng, bất khuất lại biến thành một đám nô lệ, những đàn trâu bò, gà vịt, để cho Cộng sản xỏ mũi lùa đi đâu cũng được? Rồi khi chúng sợ quốc tế phê phán nên tháo cản cho ùa ra đường hay ve vuốt vài câu, thì đâu lại vào đấy, lại cúi đầu ngậm miệng, lại chấp nhận làm nô lệ cho lũ Cộng sản đè đầu sai khiến. Đến cả ông bà, cha mẹ cũng không dám dạy con cháu, không dám nhắc đến Việt Nam Cộng Hòa, không dám nói ra sự thật và lịch sử chính thống của dân tộc, nên chúng ta tan rã. Tại Cộng sản tham tàn, ác độc, bóc lột, làm cho chúng ta nghèo đói, lạc hậu, chỉ biết kiếm ăn qua ngày. Tại chúng ta quá ỷ lại vào viện trợ của ngoại bang, hay tại chúng ta bị Cộng sản nhồi sọ, sợ sệt, thiếu niềm tin. Chỉ biết mình thôi, không biết ai, sống ích kỷ, cúi đầu, thì làm sao có được đoàn kết? Tại sao không dám tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, không mạnh mẽ trưng cầu dân ý để gióng lên tiếng chuông cho thế giới biết chúng ta đang là nạn nhân và không chấp nhận chế độ Cộng sản, để cùng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, giải thể cái gọi là Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, để cùng Đức Quốc Công Đào Minh Quân đem đến hạnh phúc an lành cho bản thân, gia đình và con cháu, để đưa đất nước tiến lên ngang hàng cùng các quốc gia văn minh trên thế giới. Trân trọng kính chào, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng tôi vừa trình bày xong thông tư ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính cảm ơn Đức Quốc Công và quý vị đã lắng nghe. Trân trọng kính chào. Chúng tôi, Trung tá Lê Hoàng Phúc, trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào toàn thể quý khán thính giả. Chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe và thuyết trình điều kiện thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời qua suy niệm thứ 7 trong thập bát thức. Thông thái nhất của ta là tình thương. Kính thưa quý vị, mùa thu năm 1978, sau khi Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân vượt trại tù Cộng sản, thì mùa hè ngày 9 tháng 5 năm 1979, Ngài đã rời xa quê hương, mang theo 524 thuyền nhân vượt qua bao khó khăn, nguy hiểm, với 14 lần bị cướp biển tấn công. Nhưng cuối cùng, bằng tài trí và mưu lược, Ngài cũng đưa con tàu cập bến an toàn tại Bulutangga, Mã Lai. Đó là con tàu VNKG-0602, con tàu của tình yêu thương, sự hy sinh. Có thể nói, cuộc ra đi của Ngài là một chiến lược nhằm bảo tồn lực lượng và cũng để tạm lánh sự càn quét, trả thù đầy thú tính của bọn Việt Cộng tay sai khi chúng vừa chiếm trọn miền Nam Việt Nam ta, chờ dịp thuận lợi sẽ trở về cùng toàn dân xông lên giải cứu đất nước. Ngài ra đi mang theo một nỗi buồn khôn xiết khi đất nước rơi vào tay giặc, người dân lầm than,
Do đó, sau khi đặt chân đến Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 8 năm 1980, Ngài Đức Quốc Công của chúng ta liền tham gia vào lực lượng người Việt quốc gia và làm trưởng đoàn văn nghệ đấu tranh để tiếp tục dấn thân tìm con đường giải cứu đất nước. Ngài không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để mau thích nghi với cuộc sống mới nơi đất khách quê người. Bằng sự thông minh thiên bẩm và tài trí hơn người, trong thời gian 3 tháng rưỡi, Ngài đã tốt nghiệp chuyên viên điện toán, sau đó là chủ tịch các chi nhánh sản xuất máy điện toán mang chính tên của Ngài, Dow Computer. Nhờ vậy, chỉ trong vài năm với sự tận tụy, tích cực, làm việc hết mình, Ngài đã là một triệu phú. Có thể nói, thập niên 80, Ngài là người Việt đầu tiên trên đất Mỹ mà thành công khi tuổi đời còn rất trẻ như vậy. Quý vị có cảm thấy hãnh diện không? Chúng ta thấy Ngài Đức Quốc Công đã có cuộc sống sung túc, giàu sang, hạnh phúc viên mãn, đến vợ hiền con ngoan, cuộc sống của biết bao người mơ ước mà có khi cả đời người cũng không có được. Trên dưới có biết bao người tôn trọng, kính nể Ngài. Vậy mà Ngài cũng không hưởng lạc thú cho riêng mình. Trong lòng lúc nào cũng luôn canh cánh nhớ về quê cha đất tổ, nơi con dân của Ngài đang lầm than đói khổ. Bao nhiêu số phận màn trời chiếu đất, không có nền ấm chăn êm, gái phải bán thân, trai phải bỏ xứ ra đi. Như được Ngài diễn tả qua những dòng thơ: nửa đêm thức giấc nhớ dân ta, đau khổ đọa đầy bởi ác ma, tuổi trẻ chui cầu bơi rác thối, ông già có cẳng kéo mền da, gái thương cha mẹ thân vùi dập, trái hận cuộc đời chỉ xót xa. Đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Đây là bài thơ Thức Giấc, được Ngài sáng tác vào đêm tháng 11 năm 1987 với bút hiệu Nam Quán. Cho dù Ngài đang có một phương trời xa xôi, nhưng trong lòng luôn mang hoài bão phục vụ quê hương, xứ sở như ngọn lửa thiêng âm ỉ. Vì Ngài biết nhục với cái nhục mất nước, biết đau với niềm đau của dân tộc, và vẫn luôn nuôi quyết tâm lấy lại giang sơn đang tạm thời bị khống chế bởi bạo quyền cộng sản. Ngài hiểu rất rõ, ngày nào đồng bào chưa thoát khỏi sự cai trị của loài quỷ đỏ cộng sản thì ngày đó quê hương còn mịt mờ tăm tối. Do đó, Ngài đã đứng ra thành lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, chủ yếu là thành phần thanh niên, sinh viên, học sinh. Đây là lực lượng chủ lực, dù trong hay ngoài nước cũng là một, vẫn theo dòng sinh mệnh của dân tộc, vẫn có mặt với lịch sử và sẵn sàng tiếp nối truyền thống của cha anh, đứng lên viết trang sử mới. Đầu năm 1990, Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ mời Ngài làm thành viên chủ nhân House Committee. Nắm lấy thời cơ, Ngài đã quyết định đệ trình lên chính phủ Hoa Kỳ xin thành lập chính phủ. Mục đích thành lập chính phủ là để đương đầu với Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu Cộng, để giúp dân cứu nước. Mặt khác, cũng để hóa giải mật nghị Thành Đô do Cộng sản Việt Nam âm thầm ký kết với Tàu Cộng. Bằng sự thông minh và tài trí của Ngài, Ngài đã đưa ra lý do rất thuyết phục: chúng tôi là người Việt bị nạn, bị Cộng sản cướp nước. Vì vậy, chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý. Nhưng điều kiện để thành lập chính phủ thì phải hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là phải có dân. Thứ hai là phải có đất. Thứ ba là phải có hiến pháp. Quý vị biết không, khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra 3 điều kiện thành lập chính phủ như vậy để chất vấn, thì Ngài rất bình tĩnh, tự tin trả lời: ở đâu mà có người dân Việt bị Cộng sản cướp nước thì ở đó là dân của chính phủ này. Còn ở đâu có người dân Việt tị nạn Cộng sản ở thì đất đó là đất của chính phủ này. Khi Ngài trả lời như vậy thì chính phủ Hoa Kỳ họ rất khen ngợi sự thông minh của Ngài. Điều kiện thứ ba là hiến pháp. Khi chính phủ Hoa Kỳ hỏi trước tình huống bất ngờ như vậy, trong một thoáng suy nghĩ, Ngài trả lời luôn: hiến pháp của chính phủ này là không làm khổ dân. Khi Ngài trả lời như vậy thì Hoa Kỳ họ rất ngạc nhiên, trước một hiến pháp chỉ có 4 chữ như vậy: không làm khổ dân. Ngài khẳng định luôn với họ: hiến pháp của chúng tôi đưa ra là theo nguyện vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam, quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam trên hết, lấy căn bản không làm khổ dân, đó là tiêu chí
Sau này các nhà lập pháp soạn thảo viết ra bất cứ một hiến chương, hiến pháp, minh pháp, luật lệ nào đều phải dựa vào bốn chữ không làm khổ dân. Nếu có bất cứ điều nào làm khổ dân thì đó không phải là hiến pháp của chính phủ này. Câu trả lời đầy tự tin và dứt khoát làm cho Hoa Kỳ rất kính nể và khâm phục trước sự khôn ngoan và tài trí của Ngài. Họ đã nhìn thấy được tấm lòng yêu nước của Ngài, vì vậy mà họ đồng ý cho Ngài thành lập chính phủ trên đất nước của họ, chính phủ trong một chính phủ. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ là một nước thượng tôn pháp luật, cho nên việc xin được thành lập chính phủ trên đất nước của họ không hề dễ dàng, phải có đủ điều kiện pháp lý. Mặc dù lúc đó Ngài Đức Quốc Công đang là thành viên chủ nhân của Đảng Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, thật sự khi đó cũng rất nhiều đoàn thể, tổ chức xin thành lập chính phủ nhưng đều bị Hoa Kỳ từ chối vì lý do họ đưa ra không chính đáng. Cho nên chúng ta phải nhìn ra sự thật này và khẳng định rằng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công là duy nhất, chính danh và hợp pháp của đất nước Việt Nam hiện nay. Đầu tiên đã được Hoa Kỳ công nhận, sau đó đến 27 nước Liên minh Âu Châu, chưa nói tính đến hôm nay đã hơn 8 triệu phiếu của người dân Việt khắp nơi trên thế giới bầu chọn qua hệ thống trưng cầu dân ý tối tân do các chuyên gia của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời làm ra. Quý vị có thấy đất nước chúng ta rất may mắn khi có được một vị minh quân tài đức vẹn toàn như Ngài không? Giả sử nếu khi xưa Ngài không được sự đồng ý của Hoa Kỳ để thành lập chính phủ chính danh hợp pháp, thì giờ đây cho dù chúng ta có yêu nước đi chăng nữa cũng không làm gì được, cũng sẽ lầm lũi sống kiếp nô lệ cho tàu mà thôi. Vì vậy mà chúng ta phải biết luôn ghi nhớ công ơn to lớn của Ngài đã dày công và xây dựng nên nền tảng vững chắc như vậy. Sau này sau khi thành lập chính phủ rồi, Ngài tâm sự: thật ra lúc Ngài đi, Ngài quên mang theo hiến pháp đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, nên khi chính phủ Hoa Kỳ hỏi về hiến pháp, Ngài được bề trên mặc khải, cho nên mới có sự sáng suốt như vậy, đưa ra hiến pháp là không làm khổ dân. Đúng, bản hiến pháp rất nhân bản, nhân văn khi lấy dân làm gốc. Điều đó cũng minh chứng rằng khi chúng ta làm điều gì cho tha nhân, cho đồng bào bằng tình yêu thương thì sẽ được bề trên ban cho sự thông thái. Đến đây quý vị có thấy tự hào về bản hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa chỉ qua bốn chữ không làm khổ dân, nhưng đã nói lên tất cả, dù ở đâu, làm gì và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngài Đức Quốc Công cũng mong muốn người dân chúng ta không còn phải lầm than đói khổ nữa. Tình thương của Ngài lúc nào cũng bao la, chan chứa, không dành riêng cho một ai mà dành cho cả dân tộc Việt Nam. Thật may mắn, dân tộc Việt Nam mới có được Ngài. Thưa quý vị, 30 năm qua, cuộc chiến tâm trị của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã từng bước đẩy lùi kẻ thù cộng sản khỏi tâm trí người dân Việt khắp thế giới, khai thông dòng sinh mệnh của dân tộc kiêu hùng. Biết rõ Hồ Chí Minh là người Tàu, là gián điệp Tàu cộng cài cắm để cướp nước Việt Nam và diệt dân ta, mặc dù đã chết nhưng vẫn bị cộng sản dùng làm hình tượng, tô lên làm thành tượng cha già dân tộc để gạt dân ta, để lừa vĩnh thế giới. Nên chúng ta đánh thẳng vào hắn, vào nhân cách giả mạo của hắn qua việc lột mặt nạ thần tượng giả hiệu của hắn tại UNESCO, và tiếp nối bằng chiến lược duy thật lập cộng, chiến dịch ký đặt mặt Hồ Chí Minh, và tiếp đến là chiến thuật mở ra vụ kiện tàu cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim ở ICC và Tòa án Liên bang Hoa Kỳ. Đó là những chiến lược, chiến thuật vô bại mà cộng sản không đỡ nổi. Mỗi lần có một người ký đặt mặt Hồ Chí Minh là chúng ta có thêm một giọt máu, còn cộng sản nó mất đi giọt máu. Càng mất máu thì nó càng cạn kiệt, và cuối cùng nó cũng bị tiêu diệt mà thôi. Ngày Khải Hoàn Khao sắp đến, dân tộc Việt Nam xem như kể từ đây đã được chính thức tự do, dân chủ thực sự, thoát khỏi ách thống trị của tập đoàn cộng sản vô thần, hèn với giặc, ác với dân. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 sẽ là ngày mất nước cuối cùng trong việt sử. Có thể nói đây là một sự kiện lịch sử mà gần một thế kỷ qua,
dân tộc Việt Nam ta tưởng chừng không bao giờ có được. Tôi tin dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công chắc chắn sẽ không bao giờ phải chịu bất cứ một sự sỉ nhục nào của ngoại bang, mà ngược lại là sự kính nể và tôn trọng. Có ngày thì chắc chắn dân tộc Việt Nam sẽ được an hưởng một cuộc sống tự do, cơm no áo ấm, thái hòa và an lạc của thờ Thượng Nguồn Thánh Đức. Có ngày thì chắc chắn vị thế Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông sẽ được khôi phục và là niềm mơ ước của nhiều quốc gia trên thế giới. Có ngày chắc chắn dân tộc Việt Nam sẽ là viên minh châu trời đông, đầy danh dự và tự hào trên khắp năm châu bốn bể. Chúng ta là những con dân đất Việt, hãy cùng nhau đoàn kết bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ ngài Đức Quốc Công, bảo vệ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, bảo vệ hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, bảo vệ non sông gấm vóc Việt Nam thân thương. Đất nước Việt Nam sẽ luôn được trường tồn, nhân dân Việt Nam sẽ được sống trong tự do, phồn thịnh và hạnh phúc viên mãn. Nguyện xin Thượng Đế Trời Phật hồn thiên sống núi luôn gìn giữ và ban cho ngài được dồi dào sức khỏe để công cuộc giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam đương đầu với tàu cộng, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, sớm thành công viên mãn. Chúng tôi tạm thời kết thúc phần thuyết giảng hôm nay và rất mong gặp lại quý vị trong phần thuyết giảng kế tiếp của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Trân trọng. Tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, chừng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, chừng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Chừng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh quân.